Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại sự kiện ra mắt CD của nghệ sĩ Bích Trà, là một trong những nghệ sĩ piano cổ điển gạo cội tại Việt Nam. Sự kiện lần này được tổ chức bởi Impressible và Sài Gòn Classic. Đồng hành cùng chương trình có Grand Marina và Blue Label. Bảo trợ truyền thông có Luxure và Art Republic. Mời quý vị cùng theo tôi. Như quý vị đã biết, Impressible chúng tôi luôn mang đến những điều ấn tượng bất ngờ cho bất kỳ khách hàng nào tham gia sự kiện của chúng tôi. Đó là sang trọng, đẳng cấp, tinh tế, lịch lãm, quý phái. Và tại địa điểm Grand Marina lần này là một địa điểm đẳng cấp nhất Sài Gòn, thỏa mãn những tiêu chí đó. Và tôi mời quý vị cùng khám phá không gian này có những điều thú vị đặc biệt nào nhé. Thưa quý vị, tại sự kiện lần này cũng là dịp mà Impressible chúng tôi trưng bày và giới thiệu đến những người yêu piano một bộ sưu tập piano gọi là Limited Collection, vô cùng đặc biệt và độc đáo tại Impressible nói riêng và Việt Nam nói chung. Và trước mắt tôi là một cây đàn với chiều dài 1m9 dành cho những người chơi chuyên nghiệp. Bộ đàn này ngay từ bề ngoài đã có một sức hút đặc biệt, đó chính là được chế tác từ lớp gỗ mahogany pomelo đốm kết hợp với màu đen sang trọng, đen bóng truyền thống, có một sức thu hút mạnh mẽ đối với bất kỳ ai yêu tiếng đàn piano, grand piano. Và với bộ phím dạ ngà cao cấp thì tạo độ bám ngón tự nhiên chắc hẳn sẽ làm thỏa mãn và hài lòng những người chơi piano chuyên nghiệp. Và thưa quý vị, ở trong bộ sưu tập này tôi cũng rất muốn giới thiệu một chiếc đàn grand được chế tác từ một loại gỗ đặc biệt và quý hiếm, mà có lẽ như ở tại Việt Nam, quý vị sẽ rất ít khi thấy mẫu đàn như thế này. Đó chính là mẫu đàn được chế tác từ gỗ Makassar quý hiếm, đắt đỏ thuộc khu vực Đông Nam Á, được hòa quyện với lớp màu đen sang trọng tinh tế. Chiếc đàn này có chiều dài 1m65, là thuộc dòng đàn Studio Grand Piano, hẳn sẽ phù hợp với những không gian studio nhỏ gọn, sang trọng và tinh tế. Thưa quý vị, có một mẫu đàn cũng được chế tác hoàn toàn từ gỗ Makassar quý hiếm đắt đỏ, tuy nhiên được tinh gọn, tinh tế hơn. Đó chính là mẫu upright piano mà quý vị đang thấy ở trước mắt đây. Mẫu đàn này phải mất đến 12 tháng thì Grotron mới có thể cho ra mắt quý vị, bởi vì phải tuyển chọn từ những vân gỗ Makassar thẳng, đều, mịn, sang trọng nhất để có thể làm nên một cây đàn tinh tế và đẳng cấp. Một trong những phiên bản upright piano tiếp theo đó là một phiên bản kỷ niệm 185 năm thành lập thương hiệu Grotron. Đó là mẫu đàn Studio Upright Piano. Mẫu đàn này có chiều cao là 1m25, thiết kế rất là nhỏ gọn với những đường cong thẳng mạnh mẽ như quý vị thấy ở đây. Và đặc biệt ở mẫu đàn này, ngoài lớp màu đen bóng truyền thống thì còn được pha thêm màu gỗ Bubinga vô cùng là quý hiếm, và tạo nên cho chiếc đàn này không còn đơn giản nữa mà là nó là một phiên bản vô cùng độc lạ. Thưa quý vị, tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến trong bộ sưu tập này, đó là một mẫu concert upright piano mà có lẽ bất kỳ người chơi chuyên nghiệp nào cũng khát khao sở hữu được, khi họ không cần phải đầu tư một không gian quá nhiều để mà chơi một cây đàn upright chuyên nghiệp. Như mẫu đàn này có chiều cao 1m32, thùng đàn rộng 70, bộ dây đàn của Roslau cao cấp Đức, bộ máy của Renner cao cấp Đức, tạo nên cho cây đàn này một chất âm mạnh mẽ, nội lực, vang rền, không khác chất âm của một cây đàn grand piano. Với bộ phím dạ ngà, bám ngón và chống trơn trượt thì hẳn sẽ làm thỏa mãn cho bất kỳ người chơi piano chuyên nghiệp nào. Và thưa quý vị, Grotron cũng là một trong những nhà chế tác piano vô cùng tinh tế khi họ chế tác ra một mẫu đàn tiếp theo dành cho những người chơi chỉ mới từ trình độ vỡ lòng cho đến bán chuyên. Và một cây đàn mà tôi muốn giới thiệu tiếp theo đây, đó là cây đàn Concert Victory Upright Piano. Và đúng như cái tên của nó, rất là nhỏ gọn và tinh tế, phù hợp với những không gian nhạc viện, học viện và các trung tâm âm nhạc hiện đại, sang trọng. Và bộ đàn này sẽ giúp cho những người chơi mới bắt đầu thưởng lãm âm thanh thuần đức thì có thể chơi trên những cây đàn này. Và hẳn tôi tin chắc rằng sẽ không làm cho quý vị phải thất vọng khi chơi trên những cây đàn như thế này. Thưa quý vị, tại sự kiện lần này, Impressible cũng có những ưu đãi đặc biệt nhân kỷ niệm 185 năm thành lập thương hiệu Grotron. Chúng tôi rất mong được tiếp đón quý vị trong thời gian tới để ghé thăm, trải nghiệm và cảm nhận sự khác biệt rõ nét của từng mẫu đàn ở trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đồng hành cùng sự kiện lần này là thương hiệu Blue Label lâu đời và đẳng cấp. Cộng với đó, tạo nên sự tinh tế đặc biệt cho sự kiện lần này
thì Blue Label cũng đã mang đến những bức tranh của họa sĩ Hùng Rô kết hợp với những sản phẩm của Blue Label đã tạo nên một sự khác biệt cho sự kiện lần này. Như quý vị thấy ở phía sau lưng tôi, những bức tranh rất là đặc biệt của nghệ sĩ Hùng Rô kết hợp với những sản phẩm của Blue Label. Một trong những điểm nhấn quan trọng không thể không nhắc đến tại sự kiện lần này đó là không gian trải nghiệm dành cho quý khán thính giả ở bên ngoài phòng hòa nhạc. Như quý vị thấy, ở sau lưng tôi, ở bên cạnh tôi đó là view bờ sông Sài Gòn. Và đây cũng là một trong những địa điểm đắt đỏ, sang trọng, đẳng cấp nhất Sài Gòn. Đến với những sự kiện của Impressible thì quý khán thính giả không chỉ đơn giản dừng ở việc nghe nhạc, nhưng trước hết đó là sự trải nghiệm với nhau. Đó là gì? Ẩm thực, whisky, networking, giao lưu văn hóa, vân vân. Có sự kết nối với nghệ sĩ trước khi bước vào các buổi hòa nhạc. Và đây cũng là một điểm nhấn quan trọng mà chúng tôi muốn đưa vào trong bất kỳ thực đơn hòa nhạc nào của Impressible và muốn phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Đến với không gian quan trọng của sự kiện lần này, đó là phòng hòa nhạc. Một phòng hòa nhạc được thiết kế với phong cách tối giản nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng. Và tại phòng hòa nhạc này, quý vị sẽ được thưởng thức những tiếng đàn đẳng cấp của Roshan. Và đây cũng là một trong những phiên bản giới hạn độc đáo và duy nhất tại Impressible cũng như là Việt Nam. Và đây cũng là cái đàn mà nghệ sĩ Bích Trà sẽ biểu diễn tại sự kiện ra mắt CD của cô. Và cũng là một cái đàn yêu thích của cô, thưa quý vị. Thưa quý vị, Impressible là hệ sinh thái âm nhạc bao gồm showroom trưng bày piano cao cấp Impressible, phòng hòa nhạc cao cấp Stan Grabber Hall, cuộc thi piano quốc tế Grand Opus, sự kiện âm nhạc Vienna Classic Society, nơi ươm mầm tài năng Impressible Institute. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn những đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi tại sự kiện lần này: Sài Gòn Classic, Grand Marina, Blue Label, Luxuo và Art Republic. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị tại những sự kiện hòa nhạc tiếp theo của Impressible.